Rồi tiếp tục chào mấy anh em đồ chơi, vì cái con này nó nhiều quá nên quay hoài nó không hết đồ luôn anh em. Quay hoài thì anh em bà con nhiều khi nói ui cho thằng này có con xe quay miết, nhưng mà không phải quay con xe đâu nha bà con nha. Hôm nay con xe này đã bán rồi hả bà con? Đó, con xe này hôm qua lọt đồ lên đăng là cũng có người chốt rồi, chốt xong rồi đó. Giờ lên lên cho ông anh đó cái cẩu tấn rưỡi đó, gắn cẩu trước đó luôn tấn rưỡi ha. Còn cái mâm xay này ông anh không lấy nên là hôm nay rớt xuống bán nha anh chị nhé. Anh chị nào đang cần thì mua đây. Cái bơm này, bơm để nó xay cái mâm này nè. Xay vòng tròn luôn ha, nó xay 360 độ, nói chung là vòng tròn luôn. Diện tích cái mâm này là ngang 1 mét, dài 2 mét. Đó là cái mâm ở trên này, ngang mét dài 2 mét ha. Còn chân thì nó ba chân đây, một này, hai này, ba này. Anh em nào đang cần cái mâm xay này thì mua về, có công việc gì thì mua ha, mua về xài, gắn vô bơm 3 dây vô là xài thôi. Mâm đang hoạt động bình thường nha. Đó, đồ rin, rin của Nhật, nói chung mà chắc chắn lắm. Mâm này chắc nó nặng không tầm 5 tạ đổ lên anh chị, 500 kg. Em nghĩ hơn, sắt rất là dày ha. Đó. Mâm này thì em bán gần 20 triệu ha. Đó. Nói chung giá thì em báo chung chung đi. Nhiều khi mấy cái đồ này thì mình thương lượng thôi, mình định giá thôi chứ nó cũng đâu có cái một cái giá gọi là chính xác đâu. Đó. Thì mình cảm thấy phù hợp thì mình mua. Đó, 5 tạ sắt thì sắt bây giờ 5 tạ loại này thì sắt giờ nó cũng loại này thì cũng phải 10 ngàn 11 ngàn ký rồi, sắt loại này. Đó. Thì 5 tạ đó cũng 5 6 triệu rồi, rồi cái bơm này, đó. Bơm cũng gần chục triệu nữa rồi. Thấy không? Nó đã mười mấy triệu rồi con, nó 15 triệu rồi. Thì bán cái này dạng như là bán dạng như là 90% là gần bằng phế liệu rồi. Đó. Con nào mua về xài mua ha. Đó. Thấy cục tời cát nè, cục này hôm qua tháo xuống nè có hai cục. Đó, cục này có hai cục ha, cục này nặng tầm không hơn 200 kg. Đây. Đó, cát quấn vô đây nè, chạy bằng sơn. Cục này thì nặng kinh khủng. Hơn 200 kg. Cót kinh khủng. Đó. Này là nó chạy chạy gắn gì vô chạy cũng được, motor hay gì cũng được ha, về mình thích độ chế gì nữa mình độ, này mình gắn motor mình chạy cũng được đó, nhìn khủng khiếp quá, khủng khiếp nhiều đồ quá con. Dây này, còn dây tháo ra mà đợi nè, dây toàn dây mới, dây đẹp lắm nha, dây quá đẹp luôn đó. Con nào cần cái gì thì hú nha. Hai cái bơm này giờ chế xe lưu nè, xe trộn bê tông nè. Đó, hai cái bơm đẹp, hai bơm tổng bự. Cái này hơn 20 triệu nha bà con. Hơn 20 triệu cái này nha. Hơn 20 triệu xíu đó. Hai cái bơm. Cái này thì mấy triệu cái. Hai cái bơm nữa nè. Chia rồi nè. Có cái hộp điện này. Hộp điện này điều khiển từ xa này, điều khiển bằng dây này. Nó còn một cái bộ điều khiển trong kia luôn. Mấy anh em nào đồ chơi xe đi rừng đồ mua rất là phù hợp luôn nha. Mua về chơi tời quá đỉnh luôn. Đó, chơi tời quá đỉnh luôn. Lúc cần không có, lúc có không cần. Nhiều hầu thì hỏi đầy luôn, họ nhiều hầu quay lên thì những người đó chắc họ mua hết rồi sao. Cục này đã mười mấy triệu, cục này nặng 3 tạ mười mấy triệu, cái bơm không hết gần chục triệu anh, giá cũng dạng như cũng bình dân thôi bà con, quan trọng là cần thôi ha. Đáp này đó, đây cái cẩu này, mấy cái chỗ xỏ cáp này, một bát này, hai bát này, ba bát này, bốn bát này, năm bát này, quá trời luôn đó. Cẩu này, dài 5,2 m,
to ha, khủng lồ á, nhìn nó hoài rất là to. Ở trong video thì chắc bà con nhìn chắc nó nhỏ nhưng mà hoài nhìn nó to lắm ha. Đó, dài 5m2 hai khúc ha. Đó, khúc này đẩy, khúc này khúc đầu nè, đẩy ra, đẩy bằng thể lực ha, đẩy có hai giày vô nè, tì nè, đẩy lên nè. Đó, con nào cần mua về chơi thì mua ha. Cẩu này nó nặng khoảng tầm 600 kg, 600-700 kg. Giá thì gần 20 triệu rồi con. Đó, gần 20 triệu nha. Đó, con nào quan tâm món hàng nào thì alo em. Đó, có con vip nè. Mà con này mai lót sàn thùng rồi chỉnh sửa sơ sơ nữa là lên video thôi. Con này 3 cầu 10 bánh gấp gỗ ha. Qua giờ có nhiều anh em hỏi quá trời luôn nhưng mà chưa lên video được. Rồi, hôm nay lên lại mấy món hàng. Anh em bà con nào quan tâm thì liên hệ em nhé. Mến chào hẹn gặp lại bà con những video tiếp theo. Số điện thoại 0835585879. Địa chỉ thị trấn Thạch Mỹ, huyện Dương Tỉnh, Lâm Đồng. Rồi, mến chào hẹn gặp lại bà con những video tiếp theo.